Hôm nay Hiếu sẽ làm một cái video vào ban đêm nha mọi người. Tôi quay cho mọi người cái cảnh của một cái vườn dâu khi đêm xuống nó sẽ như thế nào. Mọi người thấy những cái gì nè? Bóng đêm, đúng không? Bóng tối, có cái gì đâu để mà xem. Nhưng đó là sai lầm rồi. Ở trong bóng đêm này, lợi dụng cái bóng đêm có rất là nhiều kẻ tranh thủ cơ hội, không muốn làm mà muốn có ăn, muốn sống trên mồ hôi xương máu người khác, sống trên những cái thành quả của người khác, đi ăn cắp những cái giấc mơ của người khác. Khi mà cái màn đêm buông xuống là lúc mọi người đi nghỉ ngơi, lúc mọi người thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc chăm sóc trên những cái vườn dâu cả ngày rồi, mệt mỏi nghỉ ngơi. Nhưng mà cuộc sống nó đâu có, nó mình đâu có theo ý mình được. Những kẻ phá hoại á, nó lợi dụng đêm tối lúc mọi người nghỉ ngơi để ăn trộm thành quả của chúng ta. Hôm nay cái clip này mình sẽ quay tặng mặt cho mọi người xem những cái kẻ ăn trộm đó, hình thù của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở đèn pin lên nha mọi người. Đây. Đó. Những kẻ ăn trộm đây. Nó còn đang yêu thương nhau nữa đây. Hai con đang xếp chồng lên nhau. Nó hạnh phúc quá mà. Đây nè, mọi người thấy không? Đó, những cái lỗ này đây nè, là do nó tạo ra đó mọi người. Đây. Không phải là sâu đâu nha mọi người. Đó, là những cái con này. Mình biết tên nó, nhưng hôm nay mình sẽ không gọi tên nó ra, mà mình sẽ gọi nó là những kẻ đánh cắp giấc mơ. Nó biến giấc mơ người khác thành giấc của người khác, thành giấc mơ của nó. Đây. Giấc mơ của nó đây, đang âu yếm nhau đây, trên thành quả của người khác đây mọi người. Bên đây cũng có một con nữa này, đó. Quá nhiều luôn. Đây, một cây phải 2-3 con nha các bạn. Cây này 3 con này, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó. Nó ăn như thế này. Nó ăn lỗ như thế này đây, nó biến những cái cây dâu tây của chúng ta thành những cái cây có lỗ như thế này. Mọi người à, góp ý cho Hiếu thử xem là nên xử lý những cái đối tượng này như thế nào. Báo công an hay là mình tự tay xử lý luôn. Theo Hiếu nghĩ thì chắc phải tự tay xử lý thôi chứ. Nếu mà báo công an thì chắc là công an mà xuống thì chắc nó đã ăn trộm hết cái vườn dâu của mình rồi. Những kẻ cắp giấc mơ này ban ngày thì nó sẽ ngủ nghỉ nha mọi người. Khi mọi người đi làm thì nó sẽ ngủ nghỉ. Tới khi mọi người á mà ngủ nghỉ á thì nó sẽ hoạt động rất mạnh vào ban đêm. Nó lợi dụng cái bóng tối. Nó lợi dụng không ai thấy được khi người khác nghỉ ngơi, thực hiện những cái hành vi phạm tội của mình. Đó, như một cái lá này tới 3 con. 1 2 3. Đó. Và cái lá này mọi người nó ăn chán chê rồi, nó còn như thế này đây. Đó, nó còn ỉa ra đầy nữa nè. Đó. Nó ăn xong nó còn không biết xử lý dọn dẹp những cái hậu quả của nó, mà nó còn phóng bừa bãi ra đây. Đó, đen đen đây, nó phóng uế ra đây, nó bắt mình phải đi dọn. Còn con này nữa, sướng quá, nằm ngửa ra, chắc ăn no quá rồi mà, nằm ngửa ra tận hưởng cuộc sống sung sướng. Nói giỡn hơn người nãy vậy thôi. Ở bên kia thì có nhân viên của mình đang đi phun. Đó, mình sẽ đi qua quay cho mọi người xem. Đối với những cái con kẻ cắp giấc mơ này á, ban ngày nó sẽ trốn và ban đêm nó sẽ tấn công. Đó, đây thì đang đi phun. Đây đi phun nha mọi người. Không có điện cho nên là mình dùng đèn pin của điện thoại á. Một người đi soi, còn một người đi phun. Thì ở đây thì mình sẽ khuyên mọi người sử dụng những cái thuốc mà nó nổi hấp vào lá. Tại vì cái con bọ này nè mọi người, cái con kẻ cắp giấc mơ này á, nếu mà mình phun thì có khả năng là nó sẽ bay, thuốc sẽ không dính vào người nó, cho nên có một số con nó sẽ thoát. Cho nên mình sẽ phun những cái thuốc mà nó lưu dẫn vào trong thân cây, trong lá, trong các mô biểu bì, thì nó có bay đi rồi sau khi nó quay lại nó ăn á thì nó sẽ chết nha mọi người. Đây thì mình có phun cái thuốc này, thuốc trừ sâu.
Go Good One 5WG. Đó. Cái thuốc này thì nó nội hấp, nó cũng là thuốc sinh học. Nó nội hấp. Thì những cái con cái cấp giấc mơ này khi mà nó ăn vào á thì nó sẽ bị ngộ độc và nó chết. Thì cho dù lúc mình phun nó có bay đi chăng nữa thì rồi nó cũng phải quay lại nó ăn, lúc mình phun xong nó quay lại nó ăn thì nó sẽ chết nha. Thì chúng ta sẽ phải thường xuyên quan sát, theo dõi. Dâu mà làm dâu khó lắm, lúc nào cần là phải có mặt. Thì clip hôm nay thì mình chỉ quay lại cái quá trình gọi là cũng trong một cái cuộc sống hàng ngày của một cái vườn dâu. Thì tại vì mình quay là vì hôm nay nó có một cái bối cảnh đặc biệt, đó là vào ban đêm chứ không phải là ban ngày như mọi như thường những clip khi quay. Thì nếu như những bạn nào mà gặp cái tình trạng tương tự và giống như mình á thì có thể xem clip này và xử lý theo nha. Những bạn nào trồng ít á thì có thể dùng tay bắt và tiêu diệt, còn những bạn nào trồng nhiều như mình đây á, đó mọi người có thấy nè, tính bằng xào á thì không thể nào mà bắt bằng tay được, thì mình sẽ phải phun thuốc. Đây thì đang phải thuốc. Thì clip này thì tới đây là hết. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt những cái kẻ mà không làm mà muốn có ăn nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho Hiếu nha.